So các bạn nhá, trong buổi chiều của ngày hôm nay thì anh em chúng em lại đang tiếp tục cho ra xe bưu điện để gửi đi cho các bạn anh em, những các bác và anh em ở xa có đặt hàng thì bên em sẽ gửi qua đường bưu điện những cái buổi dàn âm thanh để các bạn anh em chúng ta ở nhà vẫn có thể nhận được hàng đó. Với các bác anh em ở xa thì khi mà bên em gửi hàng thì đóng gói cũng rất là kỹ càng và cẩn thận, ốp góc cũng như là ốp cạnh rất là kỹ càng. Này, hôm nay thì khá là nhiều những cái combo đi lắp đặt cho các bác đi hết rồi. Hôm nay thì anh em kỹ thuật đều đi hết, đi mỗi người hai bộ combo đi lắp đặt cho các bác. Còn ở nhà thì sẽ đóng những cái bộ dàn để gửi đi cho các bác nào ở xa. Chẳng hạn như chị Hiệu này, chị Hiệu ở Hà Tĩnh này, đó. Bên em không thể làm mà về lắp được thì ở bên em sẽ gửi bưu điện. Rất là cảm ơn các bác và anh em trong thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng cũng như mua sản phẩm của Hoàng Long. Và các bác và anh em đang có nhu cầu mua cho gia đình nhà mình cũng những cái bộ dàn âm thanh thì cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng, đó là ở địa chỉ 107 phố Trường Lâm Long Biên, Hà Nội, hoặc là các bác anh em có thể liên hệ hai số hotline trên màn hình để có thể được tư vấn hỗ trợ chọn mua cho gia đình nhà mình những cái bộ dàn âm thanh từ cơ bản cho đến nâng cao để phục vụ cái nhu cầu ca hát cái dịp cuối năm cũng như cái dịp giáp Tết như thế này. Đây là combo 1204. 1204 là về gửi cho anh Thắng, hôm qua đi một bộ gửi cho anh Nam ở Bình Dương. Hôm nay anh Thắng ở Bình Dương thì cũng có đặt anh em, thì anh em cho em đã đóng gói rất cẩn thận để gửi về cho anh rồi. Ngoài ra thì còn những cái đơn lẻ đi phục vụ các bác vẫn đang đóng lốt những cái đơn để gửi lên xe đi cho kịp thời gian. Này. Ok, rất là tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các bạn và anh em ở những video clip tiếp theo nhé. Và chúc các bạn anh em có một buổi tối thật là nhiều niềm vui bên người thân và gia đình nhà mình.